một đua top đầu tiên không ạ? Có điều gì đặc biệt đã diễn ra không ạ? Ok, nó tuần đầu tiên thì cũng có rất nhiều chuyện để nói. Thì hiện tại lượng gamer sau tuần đầu tiên ấy, các bạn biết rồi, chúng ta có hơn 4.700, chính xác là 4.769 gamer cho đến thời điểm mà chúng tôi thống kê, tức là cách đây khoảng một ngày. Bây giờ thời điểm này thì chắc là cũng có thể nhiều hơn rồi. Số lượng gamer tham gia đua top thì chúng ta có khoảng 1.500 các bạn tham gia cùng 15 cái bảng đấu, trong đó thì có hai bảng đấu là bảng về Titan Mi, tức là bảng về tỷ tài phiệt mi, và cái thứ hai là Long Live Summer, tức là nông dân vạn tuế kiểu dạng vậy. Thì là đua top trồng cây đấy. Hiện tại số ticket nhận được trong thời request các bạn làm việc, các bạn nhận được cái ticket mà thì hiện tại là 4.000 ticket, và cơ hội may mắn là cho các farmer khi mà các bạn quay số 4.000 ticket thì các bạn bay đến thời hiện tại bây giờ thì các bạn cũng đang quay rất là miệt mài rồi. Cái thứ hạng có một cái nhắc đến là nó cũng khá là vui, đấy là cái càng cái ngày cuối là các 8:30 sáng nay là kết thúc bảng xếp hạng, thì càng về những cái giờ cuối cùng ấy, thì cái thứ hạng trên bảng xếp hạng nó ngày càng khốc liệt. Tức là mọi người tưởng tượng ấy, là chúng ta đang chơi nông trại đúng không, một cái game mà tưởng như là rất là nhàn nhã, rất là nhẹ nhàng, vào sới cây rồi tưới nước rồi thu hoạch, nhưng thực sự không phải như vậy. Đó là cả một câu chuyện ở phía đằng sau, đó là cả một kế hoạch, cả một chiến thuật, cả một âm mưu. Các bạn có những bạn ngay những phút cuối cùng ấy, các bạn bắt đầu mới lao lên, các bạn giành tốt, thậm chí là bộ phận admin có report lại là có những bạn còn lên các group chung để gọi là kêu gọi đình chiến, bởi vì là nghĩ là để các thứ hạng giữ nguyên, giữ các item cho các đua tiếp theo. Nhưng mà mình thấy là bạn kêu vậy thôi chứ còn không ai thấy đình chiến cả, cũng đua vẫn cực kỳ khốc liệt đến những giờ cuối luôn, tung chiêu những giờ cuối luôn. Nên là đây sẽ là những cái điểm nhấn rất là tích cực trong một tuần đầu tiên đua top, và đấy cũng là động lực của Family Team để có thể đưa ra được các cái lối chơi hay là các rank tiếp theo cho cộng đồng ngày càng thấy phấn khích hơn. So are the resource after when we there are a lot of our units and as well as our assorted resource coming after 1 week. So the number of gamer after 1 week is already reached up to 4,769 gamer, and the number of gamer who participate in the top race is 1,458, including 15 group stages. And include or and in which Tycoon of Me group as well, and then we also have the Long Live Farmer, and the number of tickets received when completing the daily quest up to now is 4,000, and this will also be their lucky opportunity for the farmer to increase their level and raise it to the top better when receiving more valuable item or token near me and family later. Furthermore, the ranking on the tables are quite fierce and constantly change from the top 50 and below, and it's a very intense battle because some of you even call for an armistice to preserve your old ranking, and furthermore some of you even casting spell in the final hour of top racing. Last but not least is you also are some of their gamer even waiting until the last moment. Yes. So I think that there are such a lot of interesting resource after the first week, right?